xe lên không được quý vị. Rồi dạ. Ví dụ mình có lên đường chạy bên đây nè, phải không? Dạ. Không có mắt mà sợ không ai lấy. Dạ. Dạ lôi bộ cấp lên. Sư. Là 2 triệu, hôm nay con đến để con chào cho sư. Dạ. Chào cho sư đi. Cáp ơi, cái gì? Cáp. Phải cái lúc mà gặp mình có ở đó quay phim, gặp mấy ông chạy mình quay phim, hỏi mà ông coi chỗ nào mình quay hết chú hai. Yeah. Cái đó là mới quay đã đó. Yeah. Nếu mà bị mình quen rồi mình đâu có sợ. Yeah. Là mấy người đó nó sợ mình không có sợ, thiệt. Yeah. Chú nói thiệt luôn, nếu mà nó có rượt á là chú không có sợ. Yeah. Đứng coi mày chơi á. Mấy ông đâu có hại mình đâu. À. Tới đó là ngày đó nếu mà có mình á, mình quay phim cái chỗ đó nó mới ngon lành á. Yeah. Vì mấy cái thằng chạy đó mới êm đó. Cái thằng kia nó còn chỉ nữa, đủ mẹ mày, mày đạp nó, mày đạp lưng tao nè, đủ mẹ muốn tao muốn chết mẹ luôn, nó lại. Ủa tuồn quá tuồn rồi. Dạ. Dạ. Đi xe lên không được quý vị. Rồi dạ. Dạ. Ví dụ mình mốt có lên đường chạy bên đây nè, phải không? Dạ. Không có mắt mà sợ không ai lấy. Dạ. Dạ lôi bộ lên quý vị, giác lên. Dạ. Bên kia cũng được, mới chạy qua cái cầu thang gỡ sơ qua cái đường. Dạ. Cái này nắng lên cho nó chóc, khô cho nó chóc hết trơn mới tới lên được. Nắng giờ nó dầm. Có thể mà không có dầm thì nó đâu có nổi. Dạ, mưa quá mưa nè. Gì nữa huynh cho gửi một phần cho chú Năm bên kia ha. Dạ. 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 Về đây là cắt tóc tu luôn. Yeah. Nghỉ mệt, nghỉ mệt đi huynh. Ông bị bệnh đó cho nên không có làm nặng gì gì được đó quý vị. Rồi gán đem mấy bò gạo lên. Ờ dài dài trên này rong đóng này còn trơn dữ nữa. Coi chừng chở thôi em. Đi cặp mé mé ngoài đất á, phía ngoài á. Ừ. Mệt ha. Rồng quá rồng. Chỗ này là cái dốc nó đứng nè. Chỗ này dốc đứng là xe lên là chợt liền.
rồi rồi huynh với ông sư đường kia đi lên đi xuống rồi đi bổ không hả? Dạ lâu lâu mới đi ngoài. Ô ô ô. Trơn đi ngoài đất mới được. Dạ, rồi nóng rong tới trong này luôn. Đang xì luôn. Ba bịch gạo, ba thùng mì. Dầu đường, nước tương, chao, có cây chao nữa. Với ba bịch sữa ống, cà phê hòa tan, cà phê sữa hòa tan. Mì đó mì chay không à. Này là một nhà hảo tâm ở Mỹ gửi tiền mua đựng lem lên ế cho các vị tu trên cốc này đó, huynh. Dạ, đừng có mà dùng. Chứ giờ các huynh thì lo tu không à, đâu có làm gì có tiền để mà mua đồ ăn. Dạ. Dạ, từ lúc gạo mắc tới giờ không có ai phát gạo trên này nữa hả huynh? Không có mà lết lâu lắm, 1-2 dạ. Tháng. Dạ, 1-2 tháng mới có 1 lần. Gì bây giờ kinh tế người ta. Dạ. Ít có phát lắm. Dạ, kinh tế giờ cũng khó khăn. Dạ, phát cho người tu, chứ người đời nó cũng không cho đó. Dạ. Để hai phần ở đây cho huynh đi rồi đặng huynh nữa trao bên chú Năm. Dạ. Vậy chú Năm về nhà làm công việc rồi có công chuyện rồi. Ít bữa nữa mới lên. Vậy ổng với tôi cũng thân qua lại nó bệnh hoạn nhà ổng nửa đêm ổng qua ổng chở đi chứ đâu có vợ con gì. Dạ. Thì cũng khổ lắm nửa đêm vậy đó rồi. Dạ. Thở không được. Thì cũng như các vị tu trên này thì núm níu nhau đặng lo lắng cho dạ. Nhau. Đi về rồi, đi về qua rồi. Dạ. Về vài bữa mới vô. Dạ. Ổng thường thường tôi qua uống nước trà với ổng này nè. Dạ. Bệnh hoạn gì đó, có khi tôi chở ông đi nằm nhà thương, ông còn chở tôi lại. Dạ. Thì chứ ở đây có ai. Dạ. Thì chung tay lo với nhau chứ sao giờ. Dạ. Cũng như ông sư trển hổm bệnh cũng nhờ huynh dạ. Tới lui đặng dòm dạ. Ngó dùm. Nhiều khi tôi thấy bữa hổm tôi thấy tắt đèn lâu rồi, nói gì đó. Sợ kiểu già, nói gì dạ. Trên núi, hôm qua tới lui rồi, cái nằm cứ ngắt, tôi cũng chừng chừng lên. Dạ, bị ông 80 mấy tuổi rồi. Chứ mình cái đời tu mình cũng có chấp nhận cái chuyện đó. Dạ dạ dạ. Không sao. Ví dụ dạ. Mà mình lỡ có bạc phần á, thì bản kiếp hồng trần sanh là quắc thôi. Chứ cái chuyện dạ. Mình đâu, nếu mà mình sợ thì mình đâu có dám ở về. Dạ dạ đúng rồi. Nếu mình chấp nhận cái chuyện đó không có dạ, sao. Dạ. Ví dụ bây giờ mình mãn phần thì đi không có gì. Đi sớm dạ. Thì nó tốt. Dạ. Ai gì? Cũng vô đường đó trơn không ai dạ, tránh khỏi. Vậy cái cõi ta bà này cũng khổ lắm. Dạ. Có cái thân khổ lắm. Bệnh rồi quạng đủ thứ đùm lum còn ghét nhiều khi. Khổ đời lắm. Chứ... Kiến à, kiến quá kiến luôn rồi. Nãy giờ nó cắn hai bằng dục rồi. Mình sợ là sợ cái ông sư cho anh bệnh hoạn rồi không ai biết rồi ông mà chuyển đi á. Mà thấy gì chứ khi nó vượt qua. Dạ có khi vượt qua cũng không chừng. Đỡ cái vậy này, cái người dạ. Tu thì thấy vậy chứ mặc dầu phải chịu nhiều cay đắng như vậy đó chứ dạ. Không thể nằm xuống được dạ. Bị cái trả nghiệp mà dạ. Cái nghiệp mình trả cái tu á có nhiều cái thử thách lắm dạ. Dạ. Cho nên mình gán vượt qua cái là được thành công. Đem ổng về cắt cái cốc cho ổng dạ. Bởi người ta nói á ông mời cũng được cái phước lớn tôi hỏi chứ ông đi làm ruộng dạ. Dò cản của ổng thúi cho bị giờ ổng lớn tuổi rồi tôi nói thôi đi về đi. Ông cũng kêu ông về, dạ. Về để nó về đây cho ông ở đây ví dụ già cũng ăn nhiều lo tu đó chứ còn làm gì bảy mấy tuổi rồi đó 72 tuổi rồi đó dạ. Ông hiền lắm dạ. Ông hiền. Ở đây có mình huynh là trẻ nhất dạ. Thì còn nhiêu 70 mấy với 80 mấy chị huynh cho mà để gửi hai phần ha, một phần của huynh với phần của chú Năm. Dạ, còn phần này để đem lên cho sư dạ. Đi sát mé nghe em, đừng có đi ngay giữa đường. Rồi để đi huynh em.
đi muốn trợt. Đừng đi ngay chính giữa, quá rong luôn rồi. Rong lên một lớp cái này mà không trợt sao được. Bởi vì con hổm có hai vị trên Bình Dương lên thăm sư ở đây nè, bị té, chạy xe lên bị trợt té. Bị trợt té luôn, bị hậu đâu biết, thì chạy lên thấy, chạy lên mới thấy rong nhiều gì rồi lỡ rồi. Lên chỗ này cái thì đường đất không sao, lên tới châu sư rồi quý vị. Đi cẩn thận em. Lâu lâu lội núi. Cái cốc cũng không cắt nữa quý vị. Ngày xưa làm cái đường đi tôi kiểu bên. Dạ con mới lên sư ơi. Dạ sư khỏe sư. Hôm đó thì nói ngay có việc ra thành ra không có đi lên là chú mời ra. Dạ. Thì cũng nghĩ chắc hai người chồng cũng. Dạ cho con gửi phần gạo á sư. Dạ. Hôm nay lên lâu quá lâu mới lên thăm sư, thấy sư khỏe con mừng quá quý vị. Ngày nào mà mình còn tụ được, mình còn yên tâm, mình giữ vững cái tâm mình cho nó có những cái điều kiện mình phát cho mình. Dạ. Mình gìn giữ cái tâm cho nó trong sạch thì nó yeah. rất là tốt. Con nguyện rồi, thí dụ như con chừng nữa quán cơm con có nhiều, con giúp đỡ cho bà con nhiều. Còn thí dụ như có nhà hảo tâm nào ủng hộ hỗ trợ tiếp con đó, thì con cho nhiều nữa. Rồi thời gian lâu dài nếu mà không có ai hỗ trợ nữa thì con làm nhiều con giúp nhiều. Con làm hoài chừng nào con làm hết nổi thôi. Rồi vợ chồng con tiền người ta có tiền khá đó, người ta cũng vui vẻ, người ta giúp đỡ cái việc dạ. người ta không có làm được dạ. Người ta phải nhờ tới những người như chú như thế dạ. Cố gắng đóng góp nhau trong cái việc thiện dạ. Mình chia sẻ miếng ăn cho bà con, người ta đỡ được phần nào trong cuộc sống hay chưa dạ, cũng đỡ được bữa ăn. Nó có cái hai cách làm phước, một là làm phước về cái vấn đề vật chất yeah. đa số những người mà ta theo cái hạnh phúc đó, gọi là sukha đó yeah. hạnh phúc về vật chất yeah. những người xuất gia đồ này nọ thì người ta cái hạnh phúc gọi là sunamana sát, tức là làm cái tâm mình nó trong sạch yeah. cũng tinh cũng tệ ngồi thiền uống quán tưởng mình nữa. Thì cái môi trường nào thích hợp thì mình làm theo cái môi trường đó thì dạ. lúc nào nó cũng là tốt đẹp. Cái về đa số chuyện tu hành gần như là nó ít lắm dạ. người tu cũng ít dạ. cũng như tu thì cũng có thấy người tu cũng hơi nhiều nhiều đó, nhưng mà không cái tu thật tu giả thì mình không có biết được hết á sư. Có tu thiệt tình hay không chứ. Giờ ở đâu người nào đó mình phải là gần gũi người đó nhiều năm nhiều tháng nha. Dạ. Nhà thì mình mới biết được. Dạ, giờ đâu biết. Thấy con còn là dạ. Nước xuống. Dạ dạ. Giờ con cũng nghe nhiều người nói giờ Phật ma ma lẫn lộn hết trơn rồi chưa. Lúc nào cũng dạ dạ. Hôm nay gió quá gió. Một năm là 10 năm nữa mới có một cái bậc 1000 năm chứ, 1000 năm mới có cái bậc thánh nhân ra đời. Dạ dạ. 100 năm mới có bậc trí nhân ra đời. Rồi dạ. 10 năm thì mới có nhân ra đời. Dạ. Các nhân 10 phút là có ra đời được, 10 phút có ra đời. Dạ, 10 phút có ra đời. Coi như là cái ác nhân nó quá nhiều. Dạ.
Ê, sư rồi sư đi lên đi xuống cái đường rong vậy thì sao sư đi sư? Thì mình cố gắng rồi sư là mình phải trà lấy bàn chải sắt đó mình trà rong. Dạ trà rong. Trà rửa rồi. Mà tháng mưa này nó thường vậy đó. Dạ. Nó mọc vậy. Kiểu đó là sư sao chạy xe lên xuống. Nãy con không dám chạy con để dưới luôn hả sư? Xe con để dưới. Chứ chà chỗ nào mà chứ thấy để mình đi cái hở trơn chà chắc lỡ cái đất như gì. Nãy con chạy lên nó tuôn bánh hai lần rồi con tuột xuống luôn. Đi làm cái đường mà đi cái hành em cô. Dạ đường này đường đi kinh hành. Đi không á. Dạ, đi kinh hành là mình vừa đi vừa niệm Phật đó hả sư? Dạ, đi tới đi lui hoài luôn. Nếu mà hành thiền sát á, thì dạ. Cần phải có cái con đường để sau khi ngồi thiền rồi mình đi. Dạ, ngồi thiền rồi đi. Dạ. Rồi mình tạo cái con đường vậy đó, nó có lồi lõm về cái một kinh thông của mình á. Dạ. Mình đi trên này nè, mình niệm Phật trong vòng tiếng hồn nó rất là tốt. Dạ. Bởi vậy, chứ nói nếu mà... chứ mà rảnh á. Dạ. Cũng lên đây chơi bữa hai bữa coi như là lên hai bữa đi. Dạ. Rồi nói chuyện đạo chuyện tu hành nó sao cao rồi mình cắt những mình thử một chuyện mình đi kinh hành rồi mình. Dạ. Cái đó nó thuộc về cái hạnh phúc thứ hai đó. Hạnh phúc mình về tâm á. Dạ. Quan trọng. Dạ. Nó quan trọng trong cái cuộc đời của mình nó rất là quan trọng. Dạ. Nó rảnh á. Dạ. Hai bữa. Dạ, cái đường sư sơn dạ. Màu xanh. Coi như nói đi, bà xã ở nhà lo việc nhà lên ở hai bữa rồi về. Dạ, để con sắp xếp công việc. Sắp xếp đi cho biết. Dạ. Chứ có những cái chùa lớn người ta tổ chức rồi Phật tử người ta tới tuần lễ. Dạ. Một tuần lễ vậy ráng mình tu trong vòng tuần lễ vậy đó. Dạ. Gọi là tu tích cực đó. Dạ. Rồi làm việc này việc kia việc nọ chuyện này chuyện gì chuyện kia rồi phải nhắc nhở chỉ dẫn mình mới biết. Dạ. Chứ còn không biết. Dạ dạ. Không biết thì mình cứ ra quay mình làm cái việc thiện xong chứ còn mình dồi cái tâm mình cho nó tốt đẹp thì mình không biết. Dạ dạ. Mình đã phải đi cho biết. Dạ. Đi cho biết. Dạ. Ở đây bây giờ chỉ nói thích nhá. Người ta đi người ta nhận quà cáp của mình nọ. Đây là tượng Phật lúc trước sư làm hả quý vị? Em nãy giờ thấp hơn nha. Sư mới đốt hơn. Dạ cái này gió để dù lên nó lật không sư? Dạ, làm lại. Cái này mình làm mình che toan được không sư? Người ta cho không? Nên không, che cái dù được. Dạ, che cái dù được. Mình che cái tôn, nó không thích hợp với cái ở lộ thiên. Dạ, dạ, nè. Cũng như sư làm lộ thiên, chứ không phải làm ở trong... làm lộ thiên mà. Cấp. Dạ. Cho nên không có che toàn được. Nên làm bát rồi thử trang rồi mấy cái bình bóng sư... để sao mình gió nó đừng có thổi bay vậy đó. Yeah. Trên cao này gió cũng... Sư làm tượng Phật một mình đẹp, quá đẹp quý vị. Chỗ cây lâm dồ. Mà cái cây lâm dồ này ngộ quá sư, bao hết trơn, ôm nguyên cục đá luôn. Dạ dạ. Rồi cái mọc ra nhiều cây. Dạ. Yeah. Ôm cái rễ nó ôm cục đá luôn. Dạ, ôm đá luôn. Cục đá cũng hết lớn nổi. Nhưng cứ ở đây hú hay người này đó cái làm. Dạ. Yeah. Sư làm lần lần cái bằng hết hố hàng.
ở đây có cây gừng gió nè quý vị. Cái cây bữa hổm chú thấy nó có cái trái màu đỏ đỏ đỏ. Dạ. Dạ, mấy ông chặt hết trơn luôn rồi. Có mấy cái dây nó dạ. bò lên trên đó. Mấy ông kêu dây thần thông hả? Chặt rồi là dục đầy hết rồi mình phải dọn dẹp rồi. Dạ. Đây là cây rừng gió nè quý vị. Cái bông đó nè, cái bông nó nước không à. Ông Tư nói cái dạ cây rừng gió, cái nước ở trong cái bông nó uống được mát lắm đó sư. Dạ cây rừng gió. Rừng gió hả? Dạ. Chứ nói cái cây gì chứ không thấy. Cái cây non của nó đó mình lột ra mình xào và mình ăn ngon lắm. Lấy củ hủ nó đó sư. Đây là cái chỗ sư tu ở trên này nè quý vị. Ở cái đuôi núi Hồng Cấm. Chỗ này vắng vẻ không có nhà. Con xin phép sư con đi. Dạ, con đi trao tiền bên Chi Tôn nè. Dạ. Thầy sư giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Mình chuẩn bị đi qua chú Hai nha quý vị. Chú Hai hành lai. Trao số tiền của nhà hảo tâm gửi cho chú làm đường đi với mua gạo thóc ăn. Dạo này đi xuống cái đường quá trơn. Rồi dạo này mình đi xuống quý vị. Ở trên thằng đi không sợ nè, sợ tới phước dưới. Đi hai bên mé cho đi trên giữa không dám đi. Đi hai mé có đất cát, có đá, không sợ chợt. Đi chính giữa đó là bị liền. Ôi, mới bị chợt một cái quý vị. Đi phía trong á em. Mang cái đôi dép này nè quý vị. Trơn lùi, ở dưới không có gai. Dép mòn hết trơn, mỏng dần. Dép này nó dễ chật. Chỗ này nó khô nè, khô không có gông nè. Dép nó, dép mũ nó chật. Này bước xuống nó chật một cái. Như con ếch nè. Đi phía trong nè. Đi trong này là thoải mái. Có sợ chỗ cái cua cái dốc này nó đứng nè quý vị. Mình đi phía trong này. Đi phía bên đây nè em. Này đi xuống chỗ này. Rồi tới xe rồi. Chào quý cô chú anh chị, hiện tại mình đã đến chùa này chùa Lá đang xây dựng cái nhà khách đó quý vị. Thì hôm nay có một vị hảo tâm cô Trung Lê ở Mỹ gửi cúng dường 2 triệu để mình hôm nay mình đến mình trao cho sư. Thì sư cần kinh phí để đóng la phòng phía trong á. Dưới thỉnh hai tượng Phật đứng hai bên chỗ cái chánh điện nhà khách đó quý vị. Dạ con chào sư. Thợ đang làm la phong. Còn thỉnh hai tượng Phật ở đứng hai bên chính giữa này quý vị. Thì cô Trung Lê có gửi cúng dường để thỉnh tượng Phật đó quý vị. Đây là chùa Lá. Thợ giấc này nghỉ hết hả sư? Dạ. Đây là
chánh điện sư hòa thượng chùa Thờ Bà đang xây dựng cái gì? Chùa Thờ Bà xây dựng cho chùa Lá này cái chánh điện. Dưới xây cái tháp này nè quý vị. Cái tháp này cũng hòa thượng chùa Thờ Bà làm cho chùa Lá luôn. Bốn cái trụ cột hết thế nó lớn luôn. Cỡ 8 tấc vuông rồi quý vị. Đổ bê tông hết. Cái tháp thờ tượng Phật ở trong Phật Thích Ca, rồi ở trên bốn hướng có bốn tượng Phật Thích Ca nữa. Còn phía bên đây là chánh điện chùa Lá. Hôm nay mình trao tiền cho sư cả. Sư cả đây không có đụng tiền cho nên có cái bao thơ vậy quý vị. Có cái bao ngoài đang đựng vô đang trao cho sư. Chút nữa em trao. Sư hôm nay có một Phật tử ở Mỹ, cô đó tên Trung Lê, gửi cúng dường thỉnh tượng Phật cho nhà khách đó sư. Là 2 triệu, hôm nay con đến để con trao cho sư. Trao cho sư đi. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bhagavato sattva mangalam rakkhan tassa devata sabbe buddhena bhavena sabbe dhammana bhavena sabbe sankhya bhavena sabbe sotthi bhavanto te. Hôm nay mưa quá mưa luôn. Đi chỗ nào cũng mấy cái đường đi đóng rông quá trời. Đấy. Dạ, đi lị đường lên núi cũng đóng rông. Chút xíu con đi trao cho chùa Lá nữa. Ý chùa mới. Chùa mới. Dạ, chùa mới. Bữa hôm con có quay kêu gọi lót gạch sân chùa xung quanh chánh điện á. Sư. Trong đó sư đi đó. Dạ. Đi chùa mới. Dạ. Để xe có. Đưa cho tôi cho đó. Dạ. Dạ dạ. Dạ anh chúc con đi. Dạ sư đi nữa hả sư? Dạ dạ dạ. Bữa nay chùa bên chùa mới có gì sư? Dạ không, đi sư đi viếng đi thăm. Dạ đi thăm chơi. Dạ. Chút nữa thì cũng cô Trung Lê này cúng dường chùa mới nữa. Mình chuẩn bị đi qua chùa mới quý vị. Mời quý vị theo mình để trao số tiền của cô Trung Lê cúng dường chùa mới để lót gạch xung quanh chánh điện chùa mới quý vị. Hôm nay sư cả chùa trên dưới với sư cả chùa Lá qua đó chơi nữa, qua đó thăm sư cả chùa mới. Chào quý vị, thì hiện tại mình đã đến chùa mới quý vị. Đây là chánh điện chùa mới xây cũng mấy năm rồi quý vị, thì cũng gần xong rồi. Chứ rồi mình có quay sư muốn lót gạch mà vỉa hè đó quý vị, lót gạch xung quanh chánh điện nè. Thì sư cũng có nhờ mình tới quay để kêu gọi các nhà hảo tâm cùng Phật tử gần xa để giúp đỡ cho sư có kinh phí để mua gạch với xi măng để lót xung quanh chánh điện cho sạch sẽ quý vị. Xung quanh chánh điện này trước chánh điện đó là khoảng hơn 1.000 mét vuông. Đây là chánh điện chùa mới. Chùa mới quý vị.
nó lo gạch ở trên này rồi chán ở trước chánh điện luôn, chán ở dưới này luôn quý vị. Hôm nay có cô Trung Lê ở Mỹ gửi cúng dường 3 triệu cho chùa mới, chùa này gọi là chùa mới, chánh điện cũng mới luôn. Lúc trước mình có quay ở phía trong thợ đang sơn những bức tranh của Phật đó quý vị. Để mình vô mình quay lại nha, coi hôm nay rồi các thợ sơn tới đâu rồi. Rồi ở ngoài trước chỗ chính giữa chưa sơn đâu quý vị, nửa sơn bức tranh Phật ở đó nữa. Giờ này cũng chiều cho nên sư vô phòng á, chuẩn bị tụng kinh đó. Ở bên đó là chánh điện cũ hư hết rồi, cho nên sư xây chánh điện mới nè. Mình cho mặc áo mình cho mặc áo mà quý vị. Nhát quá. Đây là chánh điện giờ này thợ nghỉ hết quý vị. Bức tượng Phật bằng đồng. Bức tượng này là thỉnh bên Thái Lan về đó quý vị. 659 triệu. Tượng Phật rất lớn luôn. Rồi xung quanh vẽ trên, ở trên trần thì vẽ đồi quý vị, giá bát. Còn có xung quanh tường thì vẽ chưa xong. Xung quanh tường thì chưa xong quý vị, phía bên đây cũng chưa luôn. Phía bên này chưa vẽ bức tranh nào trên. Khi vẽ tranh xong rồi lót gạch xung quanh chánh điện xong rồi đầu ăn chánh thành. Xung quanh nữa lót gạch vỉa hè quý vị. Xung quanh chánh điện ở trên này thôi. Chứ ở dưới đó thì không có lót. Ở dưới đó nhiều tiền lắm. Em ơi, mình chờ bà xã mình theo cho biết là chỗ kia nào mình không có đi đâu. Bên đây là nhà tăng của các vị sư ở trong chùa, còn sala thì nhỏ nhỏ đằng kia đó, xanh xanh đó, là sala giúp nhà bếp ở trong đó luôn. Vị sư cũng đang xây dựng cái cổng chùa, còn phía xa xa đó là núi Cô Tô quý vị, đó là núi Cô Tô đó. Chuẩn bị mình vô mình trả tiền cho sư. Dạ, dạ sư. Dạ biết, mới biết kìa, con mới biết. Lúc trước gặp sư hoài mà con không biết là sư cả chùa Trịnh Inh Dưới. Dạ, rồi mới nghe sư cả chùa Lá nói là sư cả chùa Trịnh Inh Dưới con. Dạ, dạ chùa Lá. Dạ. Dạ. Thì con cũng mới biết là sư cả chứ con nè, gặp cả năm mấy hai năm nay rồi con cũng không biết. Khỏe hả? Dạ.
Dạ hôm nay có một vị Phật tử ở Mỹ gửi cúng dường tiếp sư để lót gạch sân chùa. Dạ, gửi cúng dường 3 triệu. Dạ hôm nay con đến để con trao cho sư. Dạ. Dạ, dạ trao cho em. Trao cho sư nha. Dạ dạ dạ. Không biết nói tiếng Việt. Không biết nói tiếng Việt. Sư có thể đọc một bài kinh cho Phật tử nghe, bài kinh ngắn mà bài kinh cúng dường đó sư. Tiếng Bali á. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ bài kinh đó đó sư. Dạ. Dạ dạ, mời bài kinh ngắn đó. Dạ. Rồi, hôm nay đã có anh Nguyễn Nam TV. Dạ. Mấy bữa trước đó anh cũng xuống đây rồi quay video gửi cho Phật tử gần xa giúp đỡ nhà chùa. Hôm bữa nay có Phật tử ở Mỹ cũng dường 3 tiếng. Dạ. Và anh Nam đã đến đây gửi cho sư. Và sư không có gì mãi Phật, chúng ta chúc cho Phật tử mạnh khỏe, rồi ăn lạc, lâm, ăn được bưng nhiều. Rồi sẽ đọc kinh nữa nha. Sắp kinh ti yo vi va cha no sa pa ro ko vi ni sa to mi te bu va ta va na ra yo su kha i ti ki ha yu ko tho va a pi vi ta na sa i le sa na cha mo ti ha pa cha yi no cha ta ro ta ha mi va ta han ti a yu va no su khang pa lang. Dạ. Dạ. Gặp với cá. Dạ. Đá gặp với cá. Dạ có, mà nãy có có cái cô trùng lê này cũng cũng cúng dường chùa lá. Dạ. Yeah. Nãy con trao đi cho sư ca chùa lá đó. Xong rồi mới qua đây. Yeah. Đến chùa lá lắm chưa? Dạ. Yeah. Đến chùa lá lắm chưa? Dạ yeah, mới đến mới nãy rồi chạy sao xong rồi chạy qua đây luôn. Dạ. Yeah. Bữa nay con lên chùa núi à? Dạ yeah, trời chùa Tà Bà bữa nay không có lên. Thầm sư nhỏ. Dạ yeah, có mấy bữa trước có lên thăm sư nhỏ. Dạ. Dạ dạ. Phép cái chùa này. Rồi nhà nước thanh lọc cho nhà chùa mình xây lại. Sự yeah. Xuống này. Từ xuống này tới giờ 10 năm. Dạ. Yeah. Vậy là từ ngày sư vô nhập tu tới lúc 17 tuổi mà năm nay là 43 tuổi. Là sư tu được 26 năm. Vậy sư được thượng tọa chưa hay là đại đức? Đại đức. Đại đức. Dạ. Cái đại đức kính thường đó. Dạ. Nhưng mà hơn 20 năm để mình muốn làm giấy tờ phép của mình tôn giáo. Thế dạ. Cũng được, không muốn, không sao cũng được. Dạ. Tại cái chức đó, trong tôn giáo đó, không phải ai là cho ai được. Trong tôn giáo nếu mà người ta không cho mình cũng được. Dạ. Là theo phước của mình. Dạ dạ. Thì theo phước của dạ. Mỗi vị sư. Dạ. Như đại đức với thượng tọa là thượng tọa lớn hơn hả sư? Dạ đúng rồi. Dạ. Thượng tọa rồi hòa thượng. Dạ. Thượng tọa mới lên tới hòa thượng. Dạ đại đức chu trì đó là bắn nhà. Nó khác dạ. Nhau này. Người chức bắn nhà. Dạ. Rồi đại đức xong rồi lên thượng tọa. Dạ. Dạ. Như mình tu được bao nhiêu năm mới lên được thượng tọa hả sư? Dạ hơn nè. Như là sư cũng hơn 20 năm rồi. Dạ hơn 20 năm. Dạ. Dạ. Ban tôn giáo cấp phép cho mình mới được làm thượng tọa. Giống như dạ yeah, dạ yeah.
bên trưởng ban giáo hội Phật giáo và xét việc cho mình mới được. Coi mình có được lên cái chức đại đức hay bậc thượng tọa gì đó. Dạ. Là mình lên cái chức nào là người ta cấp cái giấy cho mình hay sao? Dạ. Dạ. Như con là người Phật tử bình thường cho nên con không biết, con hỏi cho biết. Dạ. Sư cả chùa Rô bển năm nay cũng gần 27 năm. Dạ. Dạ, ông sư cả chùa Rô cũng lên thượng tọa. Dạ, lên thượng tọa. Dạ. Còn sư phó chùa Rô á là năm nay nữa là 22 năm. Trong mình hả? Rồi sư phó chùa Rô bển. Trong mình. Dạ dạ trong mình. Dạ dạ dạ. Ông 22 năm, 21, 22 năm. Cũng đi khất thực với đi làm phước mỗi ngày. Mà ông sư đó ông hiền quá à. Dạ. Sư phó sư phó chùa Rô á, nhỏ nhỏ con. Vài năm trước ông cũng có học tiếng Bà Lê. Dạ dạ. Học sinh của sư cả chùa Lá. Dạ. Sư phó đó. Dạ dạ. Con cũng xin phép sư con đi thì dạ, còn dạ. Đi trao tiền cho Phật tử ở ngoài Sóc Tà Hu á. À, dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi dạ dạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn sư. Dạ dạ. Dạ, con xin phép sư. Dạ dạ. Dạ. Giờ này mình chuẩn bị qua bên chú Hai Hên Lai quý vị. Trao tiền. Trao tiền của nhà hảo tâm gửi chú Hai. Để mua gạo ăn với tiền làm đường đi ở trên núi đó quý vị. Mời quý vị theo mình để trao tiền chú Hai ha. Mình đã đến nhà chú Hai quý vị. Chú Hai này khỏe hả chú Hai? Khỏe hả chú Hai? Khỏe vậy, chích thuốc mỗi ngày. Chích thuốc mỗi ngày. Rồi ngày ngày xe tướng là bả chết luôn rồi. Sao à, chú Hai? Bả sổ ói sổ ói à. Rồi 11 giờ rồi có ai mở giờ 11 giờ khuya hả? Ừ, có ai mở cho mình vô bệnh viện. Ôi giờ rồi sao chú Hai? Rồi biết sao bây giờ, cạo gió cũng không dám cạo, cạo chút chút thôi, biết sao bây giờ thôi mình à, cái vụ là dầu gió á. Dạ. Tha bả tới sáng mới dám. Dạ. Chở bả đi tới sáng mới chở đi. À, chở bả đi, bả tiểu đường hai ba thứ bà này. Dạ. Hết 700. Hết 700 ngàn. 700 ấy 1 triệu mua xe luôn. Gần triệu á. Dạ, mua đồ 700 nè. À, đi chụp kinh con đi coi là con coi gì đó. Dạ, chụp hình đồ nữa thêm tạo một chút thứ hai ta con ơi, bằng chết đó hình phổi chứ. Ừ. Bả chết rồi. Ôi một đêm ôi, dạ, sổ ôi sổ ôi sâu ôi sâu một đêm luôn, bị không tiêu ăn trúng cái gì vậy. Ôi, chụp hình đủ thứ chứ. Ôi, trời ơi, tới già cả bệnh hoài chết luôn. Con mấy cái này con không biết coi đâu. Con không phải bác sĩ. Ừ. Chú đâu có gì đâu, chú là một ngày có 100 mà tới bả mất mơ lần một. Dạ. Yeah. 700 rồi rồi bà, thứ này hai lần chết ông già chết chui rồi. Chắc bán đất nhà quá. Kiểu cứ bà bán đất nhà đi xin ông xài ở trong chùa luôn. Chú Hai thím Hai hôm nay có anh Long Trần ở Sài Gòn
gửi 1,5 triệu, 1 triệu để làm đường đi ở trên núi, còn 500 ngàn để chú Hai Hai mua gạo ăn, với một anh ở Mỹ gửi cho chú Hai 1 triệu nữa để mua gạo cá mắm ăn, và tổng cộng là 2,5 triệu. Con xin chào cho chú Hai, thím Hai, chào cho thím Hai. Cảm ơn tết gì, cảm ơn bà Cùng Quân tiếp tôi với bà già, bây giờ có tiền chích thuốc bả, tôi mang ơn quá trời rồi, hết tiền á rồi tính bán đất nhà xin ông xài ở chùa luôn. Bây giờ được số tiền Bạch Bồng Quân cho mấy tụi tôi hai đứa này là tôi được số tiền này chích thuốc bả, tôi mừng rất là cảm ơn. Cảm ơn thiệt là cảm ơn, rồi không biết nói chuyện nhiều. Họ cun, họ cun mèn tên. Rồi con hồi sáng đi đâu? Dạ sáng giờ con đi trao tiền. Trao tiền ở dưới cúng dường chùa này kia. Vậy là 3-4 ngày nay là chú Hai thứ Mai không có lên núi hả? Lên không có được, trời mưa quá con. Dạ, trời mưa quá. Mưa quá trời mưa. Ai thêm bính nữa. Rồi bính nữa. Dạ. Một cái sợ chúng mất mưa nữa. Dạ. Rồi không dám đi. Mà mấy ngày mưa này ở trển đâu có khách đâu. 3 ngày. Dạ. 3 ngày không dám đi. Dạ. Trời mưa quá. Vậy không buôn bán gì được. Ừ. Bằng đêm mưa, bằng đêm thì tới sáng còn mưa nữa. Dạ. Mình sao, làm sao dám đi. Dạ. Rồi một cái nữa chạy xe lên sở chợ nữa. Cái đường quá trời lắm. Mình chạy hàng giữa được. Yeah. Nếu mà nó đi bên cái bờ chút. Ban thêm tao. Dạ. Không á. Mới chở đó. Nãy còn chạy lên trên ông sư Đại Đức 82 tuổi trên này nè. Bên này đau lên có chút xíu nó tuôn ngược trở lại. Dài là không được. Rồi thôi dựng xe đó luôn, đồ bộ là không được đâu, bị có rong không có được. Dạ, dạ. Nếu mà chạy sao đó, chạy tụi mình coi cho nó đúng chỗ hàng giữa. Cái này hàng giữa. Cái đường ở bên chỗ ông sư 82 tuổi không có cái đường giữa luôn, nó liếp hết, bị gì mấy ông ít lên xuống đó. Ở trển có hai ông tu à. Mà ít có đi đâu lắm, thành ra cái đường nó không có bờ, không có mòn như mấy cái đường này xe chạy lên xuống liền liền á. Thành ra nó có lần giữa này. Còn ở bển nó rong nó đóng một lớp hết trơn luôn, hết trơn luôn. Lợi nó bên bờ ảo bên này là có xe nó chạy. Dạ. Nó có hàng giữa. Dạ. Mình chạy lên được mà cái tay già là rung đi không có được. Dạ. Như bên đó trời mưa giờ con cũng dám chạy lên nữa, bị cái đường nó không có ít đóng rong, bị còn trẻ cái tay nó cứng. Dạ. Rồi chú già rồi nó quay 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 đi con à. Ôi rồi dạ, ôi rồi luôn. Ỉa một đêm luôn, ôi, ôi. Ông bà bệnh hết trơn. Ráng giữ gìn sức khỏe chú Hai ông Hai ơi. Ừ. Bây giờ ăn cơm chưa đâu, được. Ăn cơm chưa được. Ăn phở đi. Có đoàn ở Cà Mau cũng lên hỏi. Dạ. Hỏi chú muốn làm cái nhà sinh chỗ nào nữa. Sao ông thầy biết. Thấy ông người ta đưa lên á. Yeah. Ừ, đó làm chỗ đó. Làm nhà làm 4 chỗ. 4 phòng. Thầy tiếp tôi được không? Làm 4. Ông nói coi để sắm yeah. Sắm tiền. Nói dạ cảm ơn nếu mà tiếp được tôi cảm yeah. Ơn quá trời. Cảm ơn. Giờ cậu xin anh lại đi ngày nay cũng đây con quá. Hôm con vô. Làm cái nhà vệ sinh trên đó cũng vài chục triệu à. Dạ. Yeah. Ông cũng hỏi là khoảng cỡ là ta vô nó không biết sao đây quá thì phái đoàn ra lại đông quá đông quá tự nhiên rồi lúc đó là mình làm mình nhỏ nhỏ con ơi mình ăn cơm không vô luôn bị sao thì bây giờ đẩy nữa đó. Dạ đẩy nữa bị lâu rồi đâu hồi mình làm tới giờ 2 năm rồi ba năm mấy chứ đúng rồi 3 năm rồi làm quá lâu rồi cho nên khách mình hương ta tới đi quá nhiều bị lúc đó mình làm đường xong 1 năm yeah. Rồi mới con lên làm yeah. Làm cái nhà
nhà sinh đó. Yeah. Rồi làm rồi á, bữa giờ nó nói là nó 3 năm rồi đó. Dạ. Nữa làm lại cái nhà vệ sinh. Lúc đó mình làm đó, cái hàm cầu làm lớn. Con làm cái thùng nó nhỏ quá. Dạ. Yeah. Bị lúc đó mình không có, mình đào cái hầm mà để thùng mà. Mình làm giải chiến đó. Mình tính ít giờ hồi khách quá đông luôn. Ừ, quá trời. Ngày đó là 750 người. Ôi ôi. Rồi ngày qua mấy trăm nữa. Yeah. Rồi điện chú lên đâu có được. Yeah. Mưa. Yeah. Mưa hoài. Này mẹ ơi, mẹ đây con cho không được. Nó đầy nhóc thúi. Nữa xây nhà vệ sinh dưới chỗ nhà mát đó lớn lớn mới được. Thì mới điện đi là con lấy sợi dây, con lấy với chị cột cửa đó, đừng cho người ta vô nữa. Rồi bỏ đó đi. Dạ. Bữa hôm gặp gắn hổ mày bự không ai nết. Chưa. Hả? Chưa. Kể đi. Kể đi. Bữa hôm gặp gắn hổ mày bự không? Nói đàng hoàng đi. Bà lớn vậy đó hả? Ôi dạ, ông, dạ. Sao không lại ôm nó? Sao nó cắn? Sao nó cắn? Chạy làm muốn chết luôn. Dạ. Yeah. Đời tôi dưới. Nhỏ bà lớn gặp gắn không may. Trời mình hỏi, sao la vậy? Châu con đại nước cho người ta rửa tay nó. Con đi ngày nào cũng hôi à, khi đi về cũng hôi à. Thôi quá thôi vậy. Mấy cái người đi kiếm bà Hà núi ơi, ơi. Gặp. Chạy bỏ bao, có bao bác Hà luôn á. Ngày mai mới dám đi đông người luôn, mới dám lấy xuống á. Ngày mai. Dạ. Yeah. Nói bự không? Trời ơi, bự. Nói làm cái tay bự. Trời ơi, mấy tụi con chạy muốn kết luôn. Chạy nè, thằng này tôi đạp luôn á, tôi đạp cái đầu nó luôn. Nó té. Đứt tay đứt giò. Ôi ôi. Là mấy người đó người Việt hay người Khmer? Người Việt ở dưới lên kiếm Bắc Hà. Dạ. Yeah. Lúc đó là nó ở đâu ở. Lên đó lấy bạc Hà quá, mấy ông không cho. Ở Đồng Tháp. Dạ, yeah, mấy ông không cho lấy. Yeah. Được có mấy ngày à, người ta đi cho thiệt. Không rồi. Cho lấy. Ừ, không cho lấy. Dạ. Yeah. Bây giờ hết đi rồi. Lên đó người ta cho thấy là mà không cho sợ. Cái đó là chính mình. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Không có cho chạy xe lên. Rồi vừa tham em phải chắc tự chắc đây lên ở vô tháng 5. Lên lấy phá rừng rồi kia đó mấy ông không cho. Ừ. Rồi kính này không có cho lên nữa. Yeah. Nếu mà đi không thì đi, nếu mà chạy xe lên nó không có cho chạy lên. Yeah. Rồi từ đó tới bây giờ hết dám đi luôn. Dạ, yeah, hết dám đi luôn. Tăng gặp hết đi luôn, sợ. Yeah. Nó đi đông người lắm, trời ơi, nó ăn uống của bà dữ lắm. Yeah. Rồi xe vô nó đẩy đầy nhất mà. Hơn 100,000 nó mua ăn. Có người ta lấy mua về nó bán. Mua quê mua chợ đơn không à. Uống rồi. Phải cái lúc mà gặp mình có ở đó quay phim, gặp mấy ông chạy mình quay phim lỗi mà ông coi chỗ nào mình quay hết chú hai. Ừ. Yeah. Cái đó là mới quay đã đó. Yeah. Nếu mà bị mình quen rồi mình đâu có sợ. Yeah. Là mấy người đó nó sợ mình không có sợ thiệt. Yeah. Chú nói thiệt luôn, nếu mà nó có ngược á là chú không có sợ. Yeah. Đứng coi mày chơi á, mấy ông đâu có hại mình đâu. À. Tới đó là ngày đó nếu mà có mình quay phim cái chỗ đó nó mới ngon lành á. Yeah. Vì mấy cái thằng chạy đó mới êm đó. Cái thằng kia nó còn chỉ nữa, đủ mẹ mày đạp á, mày đạp lưng tao nè, đủ mẹ muốn đau muốn chết mẹ luôn nó lại. Ý đúng rồi, chạy đúng rồi, nó ngược á, mày té làm sao tao bước không nổi, đạp mày luôn. Chắc mấy ổng lên mà chặt phá rồi này kia người ta không cho chứ hả? Chắc nên, cho nên người ta lấy hết trơn luôn, đâu có chữa. Cho nên người ta ra dọn. Ngày nó xin 50 người lên con. 100 người á bà ơi, bên này cũng lên, bên đá cây cũng lên. Lên kiếm bà Hà Nội. Xe 3-4 xe đó con. Dạ. 3-4 xe vô chở. Giết cho tàn phá rồi. Xe bự nó vô sư giang á. Rô xuôi vàng vô đá cây nữa kìa. Tên là Plau Dân Ha Ha. Đơn
nhà thêm nó cần ngày ngày 50 người sao. Có cái chỗ là cây nữa. Thơm nhang với thơm cái chỗ mình vô đá cây á. Dạ dạ. Bị á. Dạ. Bị hai người á. Hai người thấy không hay luôn hả chú hả? Đi kiếm đường không có thấy á. Dạ bị giấu luôn hả chú hả? Rồi mấy người đó bỏ thuốc bỏ gì lại lên lại kiếm á. Yeah. Kiếm la kêu rồi có ông nào ở đó nói cho hay nói đốt nhang giải lại người ta đàng hoàng mới cho thấy. Yeah. Rồi lên nó lên đốt nhang cúng này kia nọ có kẹo có gì đó. Yeah. Mới cho thấy á. Vậy là mấy ông mới cho thấy á. Quên quê giấu. Cho thấy đâu có dám giác bác Hà xuống. Yeah. Bỏ bác Hà mới ở đó bị người giác xuống rồi nó được mớ rồi một mớ sau này đâu có dám giác. Yeah. bỏ luôn bỏ thì lại hỏi người ta ở dưới đó ngày mai gặp nữa bị người ta làm vườn ở dưới đó. Yeah. Hỏi sao mới như vậy nói lên tại mấy ông không có xin người ta. Yeah. Mấy nhỏ không có được đâu nếu mà lên nữa thì phải có kẹo cho nó. Yeah. Không có kẹo không có được đâu. Hoặc là có chuối hai một cặp cũng được. Yeah. Đó, có chuối một cặp mà kẹo đừng có bỏ kẹo. Cũng như con với chú hai đi hang đi rừng đó cũng đem kẹo theo. Đem theo mình để hoài. Dạ yeah, để hoài cho mấy ông bỏ. Dạ. Yeah. Nó mừng được cái đó. Dạ. Yeah. Đi theo quyền. Mình luôn á, mình làm vậy tại mình không có thấy người ta đó. Dạ yeah, dạ yeah, mình đâu có thấy người ta. Đi theo mình hoài luôn á. Nếu mình quyền. Có kẹo mình để hoài vậy đó, đi theo hoài á, tới chừng nào mình xuống tới dưới. Vì là mấy ổng mới bị giấu ở đây đây hả chú hai? Ừ. Công 2-3 tháng trước. Công nhận cái chỗ đá cây đó, cái chỗ công nhận linh thiệt chú hai ơi. Linh chỗ đó linh. Rồi mình hai cha con mình đi đâu có gì đâu. Dạ. Yeah. Bị mình cúng kiến sinh đàng hoàng. Hồi chỗ đó, hồi đó chú hai thím hai thơm mùi nhang với mùi xà bông hoài đó chứ. Xà bông. Yeah, lúc đó người ta đang giặt đồ cúng. Rồi dưới nhà thằng Khanh đó là bả thơm cơm dẹp. Dạ yeah, thơm cơm dẹp. Ừ, cơm dẹp. Dạ. Yeah. Bả nói ý, sao thơm cơm dẹp quá trời. Nó người ta cúng kiến. Dạ. Yeah. Thơm cơm dẹp rồi thơm nhang luôn. Hình như ở bên đó nó có một thế giới ẩn trong đó ha chú hai. Ừ. Đi cái chỗ đó là chú đi chặt đông đỉnh đó, nó gần nó kêu là chê lốt á. Yeah. Dịch lại là cái chõi của ông xài. Yeah. Cái chõi ông xài cục đá đó. Yeah. Cái chòi của ông. Rồi chỗ đó đó cúng kiến nó thơm. Yeah. Cái chỗ đó con với chú hai đi lên đường đó đó rồi gặp trăng đó. Rồi gặp trăng đó là lên đường đó. Dạ, mình chưa tới đâu. Dạ, chưa tới mới có được nửa đường không? Dạ. Đó, ở trên nữa. Mình đi chưa tới. Chưa tới. Quá ghê, ở trên núi Cô Tô linh thiên thiệt. Con mà tại người ta không có cho thấy. Dạ, còn mà nó không cho thấy. Không cho thấy. Nó là cho thấy mấy người bác Hà nó chạy muốn chết mẹ luôn. Đạp có đầu đạp bị ai mấy chạy. Ông lên phá rừng rồi này kia đó. Đông người quá đó, người ta không cho. 50-60 người đi. Dạ. chỗ rồi thấy đụng ngựa nó chạy la. Mà ông lên mấy ông nói chuyện sùm hết trơn. Ngày đó không cúng kiến người ta. Con gái không có, con trai không, ngày gặp gần đó. Bờ bị một đoàn đó là không có gái, không có đàn bà đâu, có đàn ông không à, đoàn ở Đồng Tháp. Không lên đó mà không xin, không giấy. Dạ. Gì người ta gì chơi mà. Đi đó, lên ngang, làm ngang không. Xe. Cho nên bị người ta la phải rồi. Trời không phải mưa quyên trời luôn đó con, ngày quyên vô tiên lắm. Dạ. Cho mướn thằng Nguyên chở luôn á. Dạ. Thôi tối rồi con xin phép chú hai em hai con về. Đi cho được khỏe con. Dạ yeah, dạ. Yeah. Được mạnh khỏe. Lại mang ông ấy. Bây giờ không lấy có cái gì cho con. Về nha. Măng chua. Bành thị nó. Măng chua. Con lấy. Lại cho con miếng măng chua. Măng chua.